Kia K5 có mặt tại đại lý, giá hấp dẫn hơn Toyota Camry, mẫu xe sedan Kia K5 cũng đã chính thức có mặt tại đại lý sau gần 2 tháng hiện diện. Kia K5 được ra mắt thay thế cho Kia Optima vốn từ lâu không có bản cập nhật mới cũng như doanh số không mấy nổi bật. Thế nên Kia Việt Nam đã đem mẫu K5 về với 3 phiên bản gồm 2.0 Luxury, 2.0 Premium và 2.5 GT-Line với giá bán từ 869 đến 1.029 tỷ đồng, chênh lệch không quá lớn so với thế hệ trước. Kia K3 thế hệ thứ 3 có diện mạo thể thao hơn nhờ áp dụng ngôn ngữ mới của hãng thông qua các chi tiết như lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng được tách làm hai. Đèn pha với công nghệ chiếu sáng Led, đèn định vị ban ngày góc cạnh, đèn sương mù được hạ thấp tích hợp trong hốc gió. Tổng thể xe có kích thước dài rộng cao lần lượt tương ứng 4.905 x 1.860 x 1.465mm, trục cơ sở 2.850mm. Tùy theo phiên bản sẽ được trang bị các cảm biến và camera 360 độ, mâm thể thao 5.17 hoặc 18 inch, gương hậu chỉnh điện, gập gương tự động, tích hợp báo rẽ, cảnh báo điểm mù. Xe có thiết kế theo dạng cúp khá giống những dòng xe hiệu năng cao ở thị trường châu Âu đi kèm những đường nét góc cạnh. Phần đuôi xe được trang bị cùng đèn hậu LED được nối liền cùng nhau. Phía dưới là cản thể thao giả khuếch tán gió, ống xả cũng có chụp mạ chrome hình vuông. Nội thất của 3 phiên bản gần tương đương nhau với nhau khi đều sử dụng màn hình lái kép kích thước 10,25 inch để hiển thị các thông tin giải trí và 12,3 inch để hiển thị các thông số vận hành tương tự như Kia Sorento, Kia Carnival, Kia Seltos mới. Xe cũng hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto, điều hòa hai vùng, tùy theo phiên bản sẽ có thêm 12 loa Bose, sạc không dây, cửa sổ trời. Trên phiên bản GT-Line cao cấp nhất sẽ có nội thất 2 tông màu, ghế chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi và làm mát, vô lăng giờ cút cùng logo GT-Line. Tổng thể nội thất của xe có phần trẻ và hiện đại hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Hàng ghế sau vẫn có một tương tự các dòng sedan hạng D khác, có thêm tính năng sưởi, làm mát tùy phiên bản và nút điều chỉnh ghế trước bên phụ cho người sau có thể chủ động mở rộng không gian. Tuy nhiên vẫn chưa thể điều chỉnh độ ngả lưng như đối thủ Toyota Camry. Phiên bản cao Kia K5 GT-Line 2022 sử dụng động cơ Theta 3 dung tích 2.5L. Cho công suất 191 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 246 Nm đi kèm với hộp số 8 cấp. Ở phiên bản sử dụng động cơ dung tích 2.0L, cho công suất thấp hơn 150 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 192 Nm, kết hợp với hộp số 6 cấp. Các phiên bản đều dẫn động cầu trước. Kia K5 được định vị trong phân khúc sedan hạng D cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Camry, Mazda 6, Honda Accord. Mặc dù chưa mở bán chính thức nhưng với việc định giá hợp lý chắc chắn sẽ có doanh số tốt hơn thế hệ tiền nhiệm.